Mày đấy. Có chuyện gì thế hả? Đồ đen đuổi. Cái đồ tao trội. Tiền. Anh. Bao khu đi. Anh làm cái gì đấy? Tao đang giải đen. Giải đen đấy. Giải đen cho anh ném muối gạo người em. Không phải tại mày à? Từ khi mày vào làm dâu của gia đình này nhá, bao nhiêu vận hạn, bao nhiêu đen đuổi cứ liên tiếp kéo tới. Giải đen này. Anh, giải đen này. Anh dừng lại đi. Sao mày không ném đi? Anh ơi. Hay là mình vào trong đi. Vào trong là vào trong thế nào được? Thầy đã nói rồi, phải ném hết hai bát muối gạo này mới hết đen được. Nhưng mà em có thấy làm sao ấy? Sao cái gì? Không ném thì tao ném. Anh giải đen này, giải đen này. Dừng lại đi. Mày tránh đi. Thôi. Mày tránh ra. Còn mày nữa, cút ra khỏi nhà cho tao. Em không đi đâu cả, sao anh vô lý thế nhở? Tao vô lý thì làm sao hả? Mày còn định ám quẻ cái gia đình nhà đến bao giờ nữa? Em không đi đâu cả. Đi. Còn mày đứng đây là cái gì nữa? Mày mà không giúp tao nhá, tao tống cổ mày ra khỏi cổng luôn đấy. Vâng. Kìa Lan, bình thường chị đối xử với em như thế nào, sao bây giờ em lại làm như thế? Nhưng mà anh ấy bảo đuổi cả em ra ngoài đấy. Em xin lỗi chị nhá, chị thông cảm cho em với. Ok. Anh Tân ơi, cứu em với anh Tân ơi. Bây giờ cô còn mơ thằng Tân cứu cô à? Bây giờ nó say ngắc cần câu rồi. Anh, tất cả là anh lên kế hoạch gì? Anh biết là anh Tân không uống được mà anh vẫn ép anh ấy uống. Đúng vậy. Không vậy thì để mất vía tốt à? Anh. Còn giờ thì cút ra ngoài. Anh mau cho em vào nhà đi, không anh Tân thức dậy sẽ tức giận lắm đấy. Anh định ăn nói với anh ấy thế nào? Là tao đang đuổi cái vía dữ đi, giải hạn lớn cho nó cảm mà tao còn không kịp đấy chứ. Anh vía lành thì ở anh vía dữ thì đi. Một năm sắp qua đen đuổi cút ra đi. Anh, thầy đã phán rồi, không có sai đâu, là anh nghĩ cho vợ chồng chúng mày mới làm như thế thôi. Nhưng mà anh cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ, đằng này làm thế mất thiêng em ạ. Thế bây giờ làm phép xong chưa? Để em vào nhà đi chứ đứng ngoài này lạnh lắm. Làm sao được, thầy đã bảo rồi, vía em nặng lắm, đầu năm mà rước cái của đấy vào kiểu gì cả năm cũng gặp đen đuổi thôi. Bây giờ nhá, em cứ đi ở đâu cũng được, hết mùng 3 rồi quay về. Bây giờ là chiều 30 Tết rồi, làm gì có xe mà đi đâu được nữa, nhà ngoại em thì cách cả 100 cây số cơ. Khổ quá, anh nói em không hiểu à? Em cứ đi đâu thì đi, miễn là không vào cái nhà này là được. Anh, thôi anh cho em vào nhà đi, hàng xóm láng giềng người ta thấy người ta lại chê cười cho đấy. Chê cười thì mặc kệ, miễn là cái nhà này không gặp đen đuổi là được. Anh, mày có vào không? Hay là tao cho mày ra ngoài với nó luôn nhá. Có, em vào ngay đây. Mà tao cấm mày nhá. Cấm mày không được mở cửa cho nó vào biết chưa? Mày mà mở cửa cho nó vào là cho mày ra ngoài luôn đấy. Vâng, em không dám ạ. Biết như thế là tốt. Còn bây giờ đi vào chuẩn bị cơm cho tao cúng. Nhưng mà em biết nấu cơm. Không biết nấu thì học. Tao không tin là cái nhà này không có nó mà không làm được cái gì cả. Nhanh. Đi đâu thì đi đi. Anh Duy. Anh Duy. Làm sao nữa? Anh có nhất thiết phải đuổi chị Dung ra khỏi nhà như thế không? Thầy đã phán rồi, không làm theo làm sao được. Có như thế năm mới mới tốt lành được chứ. Nhưng mà không có nhường nhịn cái gì hết. Thế mày muốn cả cái nhà này phải chịu xu theo nó à? Không, em không muốn ạ. Tốt, cứ thế mà làm nhá. Anh... Chứ còn làm sao nữa? Nhưng mà... Anh làm như thế... Có ác quá không? Bây giờ ngoài trời như này có 9 độ thôi đây. Quá thì nó có phải là trẻ con đâu mà sao mày cứ phải đi lo hộ nó thế nhở? Nó tự biết lo cho bản thân của mình. Vâng ạ. Mà tao cấm mày bép xếp thằng Tân kia chưa? Vâng, nhưng mà nhớ anh Tân dậy, anh Tân hỏi em chị Dung đâu thì em biết trả lời thế nào? Thì mày cứ bảo là anh nhờ nó đi mua đồ hộ, có thế là xong thôi. Vâng. Đi vào chuẩn bị cơm, nhanh. Em đi ngay ạ. Bây giờ là Lan. Anh không biết nhìn đồng hồ hay sao? Đầu anh đang hơi choáng váng tí. Anh có sao không? Không sao đâu. Lấy cho anh cốc nước. Vâng ạ. Anh Duy à? Ừ. Công nhận rượu anh mạnh thật đấy. Em uống có một cốc mà say như cháy, nằm cả buổi. Chú mày không biết uống rượu nhưng lại đổ lỗi tại rượu của anh. Ngày xưa đây, hồi bé mày uống cà phê còn say cơ mà. Uống gì là uống rượu. Cũng phải. Anh uống nước đi. Anh xin. Em xin lỗi ạ. Thôi không sao đâu. Cái con bé này làm cái gì cũng vụng về. Lúc chiều anh nhờ nó luộc cho anh nồi thịt mà tí nó cháy nồi đấy.
Em đã bảo là em không biết nấu ăn rồi, anh cứ bắt em nấu ăn làm gì? Không biết nấu thì cũng phải học. Chứ nhớ sau này về nhà chồng mà không biết nấu ăn thì nhà chồng đuổi về là anh không chứa chấp mày đâu nhá. Ai cần đâu. Bây giờ thời đại khác rồi. Con gái chỉ cần có số may mắn, lấy chồng giàu, được chồng chiều thì chả phải làm gì cả. Mà như chị Dung ấy, biết nấu ăn như nhưng sao? Mà có... chị Dung có sao đâu ạ? Sao nói trước đi. À, ý cái Lan bảo là nấu ăn ngon như Dung thì chồng nào mà chả yêu được đúng không ạ? Đúng, ý em là như thế đấy ạ. Em sao thế? Em bị nấc ạ. Chắc là em mặc bị lạnh ạ. Anh đã bảo là mày mặc ấm vào mà không chịu nghe cơ. Phải đấy, mặc ấm vào đi, không lạnh. Vâng. Mà Dung đâu ấy nhở? Từ lúc dậy em không thấy cô ấy đâu. Nó đi ra ngoài làm gì? Anh Duy bảo đi chợ ạ. Thế tao lại đi đâu? Em không biết ạ. Vừa em bảo đi chợ cơ mà, sao bây giờ lại bảo không biết là sao? Có mày nữa. Đi uống nước cho hết nấc đi. Vâng. Anh là hay quên quá. Sáng nhờ nó đi mua ít đồ mà không biết là đi đâu mà mãi chơi bây giờ chưa về. Dung không phải người như thế đâu. Anh bảo Dung đi mua đồ ở đâu ạ? Để em đi tìm cô ấy. Đi làm cái gì? Nó có chân đi, tự có chân về. Ở nhà tí thịt hộ hai con gà nữa nhá. Vâng. Sao uống nước mãi không đỡ nhở? Phải làm sao bây giờ? Liệu anh Tân có phát hiện ra không? Ai đây? Là anh đây. Mở cửa cho anh với. Anh tìm em có việc gì ạ? Nói cho anh biết, chị Dung đang ở đâu? Vừa nãy em nói rồi mà, sao anh vẫn hỏi em thế? Anh không tin. Em không biết đâu, anh không tin thì tùy. Được rồi, cứ coi như là em nói đúng đi. Vậy bây giờ em nhìn thẳng vào mắt anh, nói lại một lần nữa cho anh xem. Sao em phải nói lại ạ? Bởi vì vừa rồi em nói dối. Em không có. Em đừng có cãi. Từ bé cho đến bây giờ em không hề biết nói dối. Mỗi lần mà em nói dối em đều bị đứt cổ. Nhưng mà em không nói được. Nói cho anh biết đi. Anh rất lo lắng cho chị Dung. Nhưng mà anh Duy không cho em nói ạ. Yên tâm đi, cứ nói với em. Chị Dung bị anh Duy đuổi ra khỏi nhà rồi ạ. Cái gì? Đuổi khỏi nhà á? Vâng. Nhưng mà tại sao anh ấy đuổi Dung ra khỏi nhà? Anh Duy đi xem, thấy bảo là chị Dung không hợp tuổi, rồi là kỵ cái này kỵ cái kia, rồi bảo là ở trong nhà Tết như thế thì xui xẻo, đuổi chị Dung ra khỏi nhà mùng 3 Tết mới về ạ. Làm sao có thể vô lý như thế được? Để anh đi tìm anh ấy nói chuyện. Ôi nhưng anh ơi, anh Duy đã không cho em nói rồi. Bây giờ anh ấy mà biết em nói với anh thì chắc anh ấy đuổi em đi mất. Yên tâm, anh chỉ nói thế thôi. Anh Tân. Anh Duy, Dung đi đâu rồi? Sao lại phải gắt lên như thế nhở? Anh bảo chú rồi, đấy là vợ của chú chứ không phải vợ của anh đâu, đi đâu mà anh quản được? Anh nói dối, chính anh là người đã đuổi Dung ra khỏi nhà. Lan đã nói cho em biết rồi. Nếu chú đã biết rồi thì cũng chả giấu chú nữa. Thầy bảo là vía nó nặng, nếu như ở nhà năm nay thì mày sẽ gặp hạn nặng đấy. Anh thời đại nào rồi mà anh còn mê tín như thế chứ? Rốt cuộc là Dung ra ở đâu? Anh chỉ đẩy nó ra cổng thôi, nó đi đâu mà anh biết được. Mà chú cứ yên tâm đi, hết mùng 3 là nó về. Không được, em phải đi tìm Dung. Không được. Trở lạnh như thế này, anh để cô ấy ngoài đường, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao?
anh bỏ tay em ra. Mày đi tìm nó cũng được, nhưng anh cấm mày dắt nó về cái căn nhà này. Anh Duy, anh đừng mê tín nữa, nếu không là mất hết tình cảm gia đình đấy. Cái thằng này, mày lớn hết rồi không có ai là cái gì nữa đúng không? Có lạnh không? Có, nhưng mà bây giờ hết lạnh rồi. Em ngốc thật đấy, không tìm chỗ nào đỡ lạnh mà đứng, lại đứng ở đây. Em sợ anh ra sẽ không thấy em. Mà sao anh biết em ở đây? Anh hỏi Lan. Thôi, em đưa anh vào nhà. Có được không? Em sợ anh Duy sẽ giận đấy. Em yên tâm đi, có anh ở đây rồi, dù trời có sập xuống thì anh sẽ cùng em chống đỡ. Em tin anh. Tôi nói với cô như nào? Ai cho cô ở đây? Hả? Anh, là em đưa Dung vào đây. Anh nghĩ mà xem, trời lạnh như thế này, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nếu như anh trách, thì anh cứ trách em đây này. Nếu như cô không cút khỏi đây nhé, em trai tôi mà xảy ra chuyện gì là tại cô hết đấy. Anh à, còn cả mày nữa, mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó rồi, uổng có thằng chăm mày lo cho mày ăn học. Công dưỡng dục của anh em không bao giờ dám quên, nhưng mà em là chồng Dung, nếu như em không bảo vệ được Dung thì em có xứng đáng là đàn ông không? Anh không cần ơn huệ gì cả, nhưng mà mày nghe anh, cho Dung ra ngoài đi, hết mùng 3 rồi quay về, như thế mới đón được vía lành chứ. Đủ rồi, nếu như thầy bói nói rằng em là người có vía xấu thì anh cũng đuổi em ra ngoài à? Anh... thì lúc đấy anh sẽ tìm cách hóa giải mà. Vậy tại sao anh đối xử với Dung như thế? Tại vì Dung là người ngoài sao? Anh à, ác thiện là tại tâm đấy ạ. Cô im mồm, chỗ này không cho phép cô lên tiếng. Anh... thôi rồi, nếu như anh đã quyết thì em và Dung xin phép. Anh Tân, anh định đi đâu? Tết đến nơi rồi. Mặc kệ nó. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, qua mùng 3 anh về. Anh Tân, tại anh cả đấy. Bây giờ còn tết nhất cái gì nữa, mê mới trả tín rồi. Mày còn bênh chúng nó được à? Đúng đấy, bây giờ anh ăn tết một mình luôn đi. Cái con này, một mình thì một mình, tưởng tao cần chúng mày à? Anh, sao thế? Mình cứ bỏ đi như thế này thì có ổn không ạ? Em sợ là anh Duy sẽ giận đấy. Cô đành chịu thôi. Nhưng mà... nghe anh đi, anh là chồng của em, anh không bảo vệ cho em thì bảo vệ cho ai? Cảm ơn anh. Em cũng đừng lo, anh ấy chỉ giận một chút thôi, vài ngày là hết mà. Hay là nhân dịp này mình về ngoại ăn Tết đi. Dù sao thì từ khi lấy anh, em cũng chưa được đón giao thừa ở quê ngoại. Có được không ạ? Dĩ nhiên là được rồi. Đi. Bố, mẹ, con đã làm gì sai chứ? Từ khi bố mẹ mất, một mình con nuôi các em ăn học. Con từ bỏ cả giấc mơ của mình, một tay nuôi chúng nó lớn lên. Con còn gửi gắm cả ước mơ của mình vào chúng nó. Rồi bây giờ như nào à? Nó bênh vợ, về nhà vợ nó ăn Tết, không ra thể thống một cái gì cả. Cho đến giờ anh vẫn trách vợ chồng anh Tân đấy à? Em thấy nhà mình thành ra như này là do anh cả đấy. Mày... thật sự luôn, em không tin mấy cái chuyện mê tín đâu. Nhưng mà thầy bảo là nếu mà vía tốt thì sang năm gia đình mình vượng lắm đấy. Em chẳng biết, em thấy bao nhiêu năm nay nhà mình vẫn đầy đủ đấy thôi.
mà từ lúc chị Dung về có làm sao đâu. Có ốm nhẹ nhàng mà con người mà, làm sao mà tránh được. Mày đừng có bênh nó nhá. Em không bênh ai cả. Vì em tốt thì không thấy đâu. Nhưng mà em thấy này, cái nhà mình không ra cái nhà nữa. Tao không cần mày dạy đời. Nếu mày thích, mày có thể đi luôn cùng chúng nó, tao không giữ. Là em muốn đi, anh có giữ không được đâu. Mày, chúng mày giỏi hết rồi. Bây giờ đủ lông đủ cánh cũng cần đến thằng anh này nữa đúng không? Ai gọi đây ấy? Lan nó gọi. Thế thì anh thử nghe đi, xem là ở nhà có chuyện gì mà sao sáng sớm này nó đã gọi rồi. Alo, anh nghe đây. Anh ơi, anh Duy xảy ra chuyện rồi ạ. Anh Duy làm sao? Em không biết nữa, em đi chơi về thấy anh ấy đang ngã. Rồi em thấy cái ghế đổ nữa, chắc là anh ấy đứng lên bị ngã ạ. Thôi rồi, bây giờ em bình tĩnh, gọi bác sĩ đi. Anh chị về ngay nhá. Vâng ạ. Anh Duy bị sao hả anh? Anh Duy bị ngã, bây giờ anh phải về. Thế đi, em cũng về cùng với anh. Anh Duy! Anh Duy! Anh có sao không? Anh không sao. Cô... còn chưa hết mùng 3 mà cô dám vào nhà à? Kìa anh Duy, đến giờ này rồi mà anh còn kiêng kỵ thế sao? Dung cũng chỉ vì lo lắng cho anh, cho nên mới về thôi ạ. Anh không cần. Anh thấy rồi đấy. Bây giờ Dung ấy, kể cả nó không vào trong nhà thì vẫn xui xẻo nó vẫn đến với anh đấy thôi. Nhưng mà... anh à, thiện ác là tại tâm. Chỉ cần mình làm những việc tích đức thì may mắn sẽ đến. Chứ mê tín quá chỉ làm tổn thương bản thân và những người xung quanh thôi. Em thấy anh Tân nói đúng đấy anh ạ. Anh xin lỗi. Cũng do anh mê tín quá cho nên là mới như thế. Tha lỗi cho anh nhá. Em không sao ạ. Miễn là cả gia đình mình luôn vui vẻ là được rồi ạ. Ồ, cái gì đấy? Bỏm ra, Lan nó thấy bây giờ. Kệ nó. Nhưng mà em ngại. Ngại cái gì? Cái anh nữa. Anh xin lỗi nhá. Sao đấy? Sợ xin lỗi em. Đã nói với em là Tết này sẽ ăn Tết ở bên ngoài, thế mà lại nữa hẹn. Không sao, dù sao thì em được đón giao thừa với bố mẹ rồi, như thế là hạnh phúc rồi. Mẹ em nói chuyện với bố mẹ, chắc là bố mẹ cũng thông cảm thôi. Bây giờ chỉ mong là anh Duy nhanh khỏi. Đúng là anh không chọn sai vợ mà. Anh chỉ cái dẻo miệng thôi. Anh nói thật mà, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì có một cô vợ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang hiểu chuyện như em. Anh hiểu nữa. Anh hứa nhá, sang năm anh sẽ cùng em về quê ngoại đón một cái Tết thật là trọn vẹn. Anh chị tình cảm thế hả? Này nhá, không được trêu chị. Em biết rồi, ở cái nhà này vợ anh là nhất. Không phải thế đâu. Em đùa thôi mà.